người mấy kia. Chị thì hay rồi, Người ta chắc đâu mà đã trả bắn. được, người ta trả được như thế Bé nào. bé thì kinh rồi, top 1 không kêu là kinh rồi. Kinh mà, trời ơi, nói giọng Bắc luôn hả? Anh người Bắc mà. Anh nói vậy là anh sao luôn. Anh nói thiệt mà, mình anh người Bắc. Ê, đưa súng, đưa AK đây kích. Thì mình kêu ông bà già bảo người bà mẹ. Đây, đưa đưa em cui về ấy đi. Ôi, vậy Bắc thật hả? Gì vậy? Có cái lồn đấy mà tin đâu ấy. Đúng. Mà thật cái lồn đấy. Thằng nào nói giọng Bắc ấy? Em còn ai? Mẹ anh. Giọng Bắc kìa. Ở nhà ai đây? Đừng có đùa cho mày, người bắt thật đấy chứ. Đi cần đi về. Nói thế con đừng đùa nhá, bố mình là người bắt đấy. Trời ơi, nghe mẹ mình đã được bắt đáng yêu với Lin. Nói vậy là anh xạo lồn. Nói thế thì hết mẹ tôi rồi. Mẹ giáp ba. Trời ơi. Lên thắc mắc là nãy nghe đọc. Bất ngờ lắm hả? Đâu được nghe giọng Bắc hả? Không nghĩ anh nói được đâu. Bắc thiệt mà. Nói vậy có giống là Bắc đế lộn. Ông bà già em ở ngoài Bắc mà. Hoàng nhà y viên ca nữa. Các cậu có thôi gọi bố mẹ ông bà già mà hãy gọi ông Nóc bố mẹ. Nhà hai tầng kìa. Bắn gà với lì. Dạ chị bắn heo, chết con điểm mẹ tôi rồi. Nó đâu? Cái nhà y hai tầng. Nhà y hai tầng. Đóng hai, đóng hai. Tầng trên có. Cầu thang lên tầng 2. Kìa, nó vừa chạy qua sao? Tầng chết. Nóc. Chán thế, mấy ông phải bắn chán đấy. Lại phải ngồi. Chán không? Lại phải ngồi nút xác, rốt chán, chán với lịp. Chán thì làm quen điều đó thì chờ cạc được nữa. Ê, khó đẩy vô, khó chấm 1 đẩy vô kìa, chết đi. Nghe tiếng nghe lụng. Bé ra. Ủa đàn bảy đâu ta? Đẩy vô mẹ rồi. Chừng á. Ghê, yeah, nó kìa, nó vẫn ngáo, nó vẫn chưa biết mình ở đây đâu. Nó ở cái mấy cái thùng ý. Đi mẹ yếu lắm rồi em ơi. Yếu lắm rồi á. Mẹ nó bị làm sao ấy nhở? Ý, sau lưng em một thằng. Con ở ngoài đó em nóc một. Đâu phải. Tốt lắm. Nè. Đấy, sau nè, yếu thằng yếu. Hay. Trời ơi. Tôi bị lắc sao ấy mấy ông ạ. Lại làm 4 nữa. Rít cho này. Cái thằng kia nó móc em. Tôi bị làm sao ấy. Đâu ra nó sau lưng nhỉ? Nghe phút đi, mẹ mày anh nghe phút nó từ bên cái kho chạy qua rồi. Không có phút hề gì, thằng lùn sau luôn ấy. Em đang xé hai thằng này nè. Xé nóc được một, còn thằng cuối. Còn mấy thằng cặc này đéo có máu luôn ạ. Đây máu nè. Ca đâu rồi. Này, cho hai cái này. Từ. Đây. Chào anh Dít ơi, anh Dít chào anh Dít ơi. Đây đi. Ơi máu nè. Có lò ben không bên đây? Không. Đang kiếm nè. Có rồi, em có 5 phết rồi. Nước gà. Dạ ơi. Đâu? Dạ ơi. Từ. Ngoài này có máu nước để đi. Cái gì vậy? Cấp 6. Đem 16 ngàn đi. Cái gì vậy? Không, 16 ngàn mua combo đêm luôn. Hả? Mẹ anh. Cái ai? Ủa dạ, là sao? Cái gì cơ? Cái map gì á? Hả? Nick Google á. Để em gửi cho. Bấm mấy ngàn. Vô Facebook em gửi cho. Sao? Ê, ê, ê.
Gì? Thôi 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 thôi. Thôi nó bắn em kìa. Em dài ông này vườn láo gì anh tham. Thề. Cái gì? Ôi giá chắc không còn rơi. Em đâu biết là đâu. Biết làm. Làm cái gì? Biết làm. Em lai cái mỏ đường á. Ui ôi, 2 phết này. Ui ôi, lon ban nữa. Hả? Ủa sao không vậy? Nhặt nhanh đi. Ê, mất cái lon ban để... Nhanh lắm. Đi bé ơi. Nãy bé cho già, già không lấy ông kêu ông lấy mất rồi. Thôi. À, đéo được. Đéo, đéo nhảy được. Nhanh nhanh nhanh. Nên là ra đáy kìa. Ra đáy. Em 16 ngàn đi. Thì thôi em mượn 10 ngàn đi. Thôi mượn đi. Bà anh bao em ăn mà anh không cho được 6 ngàn hả con mẹ anh. Mẹ soi sáng long lanh. Đi bé ơi. Trời nướng lồm. Đi bé, đi bé, đi bé ơi, đi bé ơi. Đi ơi, đi ơi, đi ơi. Cam hết rồi. Qua bê đánh vòng qua bên trái Berry thử. Hơi anh này. Rất yêu anh. Mày cầm con nhóc. Dạ, bé hỏi già cái này nhá. Dạ, hỏi đi. Người yêu cũ của già, già trên tay cách đây bao nhiêu lâu? Mẹ, hỏi câu này khó vãi luôn. Nói. Câu đỉ mẹ. Hỏi câu khác được không? Lần cuối. Lần cuối ông vô quán trà sữa, địch bạ về bố tốn bố 300 ngàn đỉ mẹ, đéo hoen được cái lồn ra. Điện thoại bây giờ hỏi ông người yêu cũ. Đừng hỏi được không? Việc cần nghĩ mẹ. Nói ra sợ không tin thôi. Thôi để nói chuyện riêng đi. Nói ở đây. Nói đi, nói cho bản thân thiên hạ nghe đi. À không được. Nói đi. Câu chuyện này nên một biết không? Rồi, sáng nay nói nghe dạ. Thôi, mẹ tụi mày đừng có nhiều chuyện mà mất. Mất công tụi mày đi rêu réo tùm lum hết. Không, à, em đúng chưa rồi. Bao giờ em réo anh nha. Thôi thôi. Đúng rồi dạ. Mày. Đừng. Nè, nó có cớ xong rồi nó đi rêu réo. Chút có cớ gì em bao anh đi ăn thì lắc cặt gì em phải rêu réo anh. Trời ơi. Nằm mày đi ăn đi, tao thấy mày nhiệt tình, đủ nhiệt tình thì anh sẽ kể cho mày nghe. Đủ nhiệt tình. Còn giờ anh chỉ kể cho bé nghe thôi. Bởi vậy trai gái nó khác nhau cả một chứ gì nữa. Chơi được không? Được thì nghỉ. Cái gì? Sợ quá mày, tao sắp thấy sắp chạm mặt tim nào rồi đó. Chả sợ. Có bé đây mà anh cứ sợ. À, bé hôm nãy chân trước bé chết bé. Đầu luôn. Bé chết bé, trước, bé trước để bé mở đường. Cô gái mở đường ra đi cứu nước. Xấu thế. Gì? Trời ơi. Ra Hà Nội nói chuyện người như người bắt luôn. Như người bắt luôn. Ừ. Anh nói vậy là anh xạo lồn con mẹ anh. Mẹ ơi, bố này chưa bao giờ, nó láo nhá. Điệt mẹ mày nghe ông đó, con nhẹ đi. Rồi ôi, mưa rồi, các đồng chí ơi. Dạ. Sợ gì? Nếu anh có yêu nói đi nhạy gì? Ủa, Tuấn rồi. Ai biết? Tuấn á. Siêu bờ á. Dạ, chết đi mẹ rồi, thiếu ông 20, chưa trả.
thiếu 20 chi trả nữa. Mày đung đưa hai thằng gánh tim mà mày cứ đi sát nhau, nó nóc phát hai ai cứu mày. Đúng rồi, đi vô đây với bé nè. Thì bà đi vô đây với bé nè cho chết cả bà. Dạ ơi, xin dạ cười hay thế nhá. Thì cái còn cả này nữa đúng không dạ? Không, bậy mày. Đi với bé là được lứng đấy, bây giờ không nên đi. Phải bảo vệ bé từ đằng xa thôi phải không? Phải phía sau một gái thôi đúng không? Nhưng khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả. Thay vì... Anh nói đi em. Anh có muốn nói với anh kìa. Anh có muốn nói em cái gì không? Em nghe nè. Em muốn nghe cái gì? Em ơi anh đứng. Còn cặc gì nữa. Đúng rồi, anh chỉ có nhiêu đó thôi. Vậy thôi chuyện trong này. Trong tất cả cái cuộc sống này. Có nhiêu đó già 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 đang quen nhau hả? Chết mẹ rồi. Cái gì? Không vậy thôi mình chia tay đi, đang tưởng tượng cái già đang nguy. Vào đây mày. Ê dài, đứng xa ra. Đúng chưa? Mẹ chui đít mình. Vô nhà cứu, vô nhà cứu. Qua cứu Yến. Nó bị đái rồi Yến ơi. Rồi. Trời ông già cứ bậy ông. Cá tim nó chết luôn rồi, trên núi đá chết queo hết luôn rồi. Trời ông già cứ bậy ông giúp tít tôi mọi người ạ. Trời ơi hiểu luôn, tiên chạy ra cái thấy nó đang ngồi chạy tới mình. Quá hơi đập thấy mình chết luôn. Mẹ nó. Trên núi mày ơi, anh đéo có gốc kê nó mày ơi. Tim khác ở trên cao nữa. Chạy xuống lút đồ nè. 325 nè. Lút chưa? Đang lút chưa? Chưa, đang chạy xuống rồi. Thấy không? Gốc cây móc kìa. Ở đây cứu bộ kìa. Đốc 1 nè. Bắn như cứt vậy. Đốc 2 nè. Ôi. Bắn cái kiểu gì vậy? Bắn đâu mày ơi. Bọn này macro. Ê, tao thấy rồi mày ơi. Là 3 lầu. Con mẹ anh luôn. Gì vậy? Ủa? Chưa mà, mới 2 thằng nóc mà. Chết queo rồi. Ủa sao? Lôn gạt cho. Ủa? Yến bà. Ủa, Yến bắn tôi chi vậy? Xác mà ơi, mấy cái xác mà người đâu? Chết rồi. Bị đằng trong bãi nang bắn rồi. Trời ơi, tự nhiên cái bà kia mới bắn em. Ủa ông biết kia là tôi bắn ông bao giờ? Thì giờ bà vừa bắn lưng tôi á, cặc rồi nữa. Ôi vậy trong hả? Nhà còn, trong bãi nang còn. Ôi vậy hả? Trong bãi nang còn. Ôi. Ê, đừng có lút chết vậy. Chết rồi. Ai lồn. Ý gì kìa? Vẫn còn. Chết rồi. Còn team khác nữa, team đằng xa nữa nè. Team đằng xa bắn được. Á bà kia bóp quá. Chuyện lạ bên mất mạng luôn. Ủa người ta làm chi? Thôi được rồi. Hiểu luôn á. Stop đi. Đông say editing. Dạ. Man, you fucking make me lost 2 kills because fuck you fucking shoot me, bro. Okay. Đông quân gì, okay? I'm here. Okay. Shut you. Bỏ hẳn thế. Bắn mình xong rồi hỏi mình ủa có bắn không hả? Thật đó mới mệt á, không thấy tên ở đấy thật thề. Nguyên thằng bồ ngồi đứng bắn xong bảo không thấy tên. Ok, tên là mày chưa nóc á mà. Tên là mày chưa nóc á, mày nóc là mệt lắm. Ủa sao nó vứt ca đây nè, mình lại phải nhặt à, chán thế. Không cứ nhặt nhá, ngon đi, tao lia cái map này. Ủa sao xin đạn 7 cái coi.
Tag nó đi. Lên đây cho có đạn 7 luôn. Cho xin 30 viên thôi. Đi lên đây. Đang qua nè. Qua đi mà. Trên đời chúng nó bắn tưng tửng tưng tửng. Em được 8 mạng rồi đó. Buồn quá đi. Trăm thấm luôn. Hot bên bên có đạn rồi. Đâu vậy? 2-5 núi cao. Trên đây gần. Quay. Chú mời em rồi, em chạy tới đây. Ôi, mẹ ông đi xa quá nhở. Phải có đúng mày. Ê lồ, chết điểm mày em rồi, hai chân khác nhau. Cứu chạm luôn. Tạm cái quần. Chuyện đâu ra bị chú khác bắn nữa chứ. Ui đi, con bà già nó. Hết cá hồn mà, đi mẹ đi. Chịu rồi. Đi con bà già nó. Nóc 3 rồi, lên nó đi. Đẩy lên bé, ừ bé, anh chỉ cho bé bắn. Đó, thằng đó bên trái chút xíu. Rồi, đó, đi qua trái chút xíu, rồi đi thẳng tới. Ui, nó bắn tiếp bên này qua headshot luôn nè. Ôi chết bé luôn rồi. Đi con bà già đó. Ôi anh làm một quả tên một tên ba một tên ba nhìn hết sót đã nhờ. Má đang thấy kia tự nhiên xí lỗi chứ. Má. Đã không rít. Hết giờ anh đứng. Đứng không? Mẹ đâu mất tiêu rồi. Cái gì mẹ ảo vãi luôn. Bắn tiếp từ bên kia qua hết shot luôn ạ. Ừ thì phải nó bắn ảo vãi lên mà rõ ràng chỏ đấy mình nhảy lên anh em ạ. Mày nhìn này đó thấy không?